Xin chào các bạn, video này mình hướng dẫn các bạn cách chọn một gói hosting phù hợp trên Hostinger dùng để làm web WordPress các bạn. Thì đây, các bạn lên Google, các bạn gõ Hostinger thì các bạn sẽ thấy cái trang đầu tiên các bạn, nó có quảng cáo đó, nhưng nó là cái domain của nó là hostinger.vn. Thì .vn thì thực chất nó chỉ là cái giao diện tiếng Việt thôi các bạn, chứ nó cái hệ quản trị, cái shipping mail của nó các bạn thì nó vẫn là hostinger.com. Thì nhiều bạn mới giống như mình các bạn, mới đầu mình vẫn thắc mắc tại sao mình vào cái trang hostinger.vn, nhưng sau khi mình mua xong hosting, mình đăng nhập vào quản trị thì nó lại chuyển về hostinger.com. thì đôi khi các bạn tưởng là nó là hai cái khác nhau, nhưng thực chất nó là một cái hệ thống chung đó các bạn. Rồi các bạn thấy như phần liên hệ, thì trong liên hệ của Hostinger các bạn có thể không có cho mình số điện thoại để mình gọi, mình hỏi thăm, mình hỏi này kia, nhưng mà nó vẫn cho mình đầy đủ các email và mình có thể mình gửi email là họ trả lời cho mình nhanh nhất luôn các bạn, tức là có thể trả lời liền luôn đó các bạn. Thì mình cũng đã thử gửi email và họ đã trả lời liền cho mình rồi. Tuy nhiên họ sẽ trả lời bằng tiếng Anh, thì nếu các bạn đã không rành có thể dùng Google Translate mình dịch, hoặc là mình muốn viết trả lời lại cho họ, nếu các bạn không rành tiếng Anh các bạn cũng có thể dùng Google Translate mình viết rồi mình dịch ra tiếng Anh, viết tiếng Việt dịch ra tiếng Anh rồi mình chép vào cái email mình gửi cho họ thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua một cái gói hosting WordPress hosting giá rẻ mà dùng cho một web nha các bạn. Thì các bạn vào cái menu giống như mình vừa làm, thì các bạn sẽ thấy được là bên trong nó sẽ có nhiều cái gói khác nhau. Gói 49.900 một tháng tới 69.900 một tháng, thì mình tính chẳng là 50.000 đi, 50.000 một tháng. Thì nó có những cái gì các bạn? Một website thôi các bạn, nhưng mà dung lượng SSD nó cho mình 30GB, rồi nó miễn phí SSL cho mình. Nói chung là mình thấy là cái thông tin bên dưới nó khá là phù hợp với lại yêu cầu của mình, nhu cầu của mình. 100GB băng thông miễn phí tên miền gì đó các bạn, nói chung là họ ghi rất là nhiều. Thì mình chỉ quan tâm đó là dung lượng 30GB cho mình thoải mái, mình làm website, mình up hình ảnh video này kia thì có thể là thoải mái. Nếu các bạn muốn làm nhiều website trong một hosting thì các bạn có thể chọn gói 70.000 một tháng đó các bạn, nó cho 100 website. Thì bây giờ mình chọn cái gói nhỏ thôi các bạn, 50.000 một tháng thôi. Mình đang thử cho các bạn xem. Nếu các bạn mua cái gói hosting dành cho 100 website đó các bạn, 70.000 một tháng, thì mình mua 4 năm thì nó giảm chỉ còn lại 3.000.000 thôi, 3.300.000 thôi. Các bạn thấy là cái giá nó đã tiết kiệm hơn rất là nhiều. Mình mua càng nhiều quá, càng lâu năm, nhiều năm thì nó giá nó thấp hơn các bạn. 3.000.000 nhưng mà các bạn mua tới 4 năm 3.300.000. Các bạn thấy 4 năm mình sử dụng rất thoải mái, và tốc độ của server của nó rất là nhanh luôn các bạn, chứ không có chậm nữa. Như mình tưởng là nó trước đây đâu các bạn. Hostinger trước đây thì mình thấy nó không bình thường, nhưng mà những năm gần đây thì mình thấy nhu cầu sử dụng của người Việt Nam mình rất là nhiều, và mình cũng đã thử, mình mới mua thử đó các bạn, để làm cho một cái website cho một khách hàng. Thì mình thấy tốc độ khá là tốt. Vì bây giờ server nó có thể đặt ở các khu vực gần mình nhất. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình sẽ có server đặt ở Singapore. Thì nó cũng là khá tốt rồi các bạn. Thì có rất là nhiều nhà cung cấp hosting khác nhau cho các bạn lựa chọn. Thì
mình chọn Hotin G. Còn ở đây là cái phương thức thanh toán thì mình nên dùng thẻ Visa Debit đó các bạn, không phải là cái ghi nợ nha các bạn. Nếu các bạn có thể ghi nợ thì càng tốt, còn nếu không các bạn có thể dùng thẻ Visa Debit để thanh toán điện tử thôi các bạn. Thì mình dùng thẻ Vietcombank có thẻ Visa Debit để thanh toán điện tử. Thì các bạn có thể ra ngân hàng Vietcombank để mình làm cái thẻ, để mình về mình có thể thanh toán, hoặc là có thể nhờ một bạn nào đó của mình có cái thẻ, mình có thể chuyển tiền và nhờ bạn mình thanh toán giúp cũng được. Thì khi nhập thẻ thì các bạn sẽ nhập những thông tin này của thẻ các bạn: họ tên thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và cái mã CVC nằm ở mặt sau của cái thẻ đó các bạn. Thông thường là có 3 số, 4 số, 3 số. Thẻ ATM bình thường thì không thanh toán được nha các bạn. Chỉ là thẻ Visa Debit ghi nợ hoặc Mastercard vẫn được, hoặc là thẻ ghi nợ Visa ghi nợ thì là vẫn được luôn. Rồi thôi, bây giờ mình ví dụ cho các bạn thôi. Bây giờ mình nên quay lại cái gói Hotin phù hợp với lại mình, nhu cầu của bản thân mình. Thì mình sẽ chọn gói thấp hơn cho một website các bạn. Mình không có nhu cầu làm cho nhiều website. Mình quay lại nha, chọn menu, chọn WordPress Hotin. Và mình sẽ chọn cái gói này, bấm vào thêm vào giá hàng. Rồi các bạn thấy cái giá nó đã, nó chọn sẵn cho mình luôn 4 năm luôn các bạn. Nó tiết kiệm chỉ còn có 2.395.000 thôi. Mình cho 2.400.000 4 năm. Đây là cái mình mới mua xong các bạn, nó sẽ gửi một cái thư cảm ơn là mình đã thanh toán thành công với giá tiền này, gần 2.400.000. Và có ký tên Hottinger Team. Thì mình cũng mới vừa mua xong thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây để tới cái trang quản trị Hotin Control Panel, hay còn gọi là cPanel. Là mình tắt bớt cho nó cho nó dễ làm việc nha các bạn. Rồi bây giờ đây là cái trang quản trị của mình, quản trị Hotin. Thì các bạn sẽ thấy nó có thanh menu ở trên cùng, phía dưới thì các bạn sẽ thấy kích hoạt SSL chứng chỉ, bảo vệ bằng Cloudflare chẳng hạn, vân vân. Còn click vào cái thanh avatar thì các bạn sẽ cài đặt cái tài khoản của các bạn. Các bạn có thể set cài cái bảo vệ hai lớp bằng cách là các bạn bấm security giống như mình mới làm, rồi các bạn bật nó lên nha các bạn. Các bạn cài cái app Authenticator á các bạn, ở trên Android hoặc iPhone, iOS đều được. Thì các bạn cài cái app đó xong thì các bạn sẽ bật lên, bấm vào cái nút enable. Thì sau này khi các bạn đăng nhập vào cái trang quản trị của Hotin thì nó đều bắt các bạn nhập mã, thì các bạn nhập vào nha. Đây, cái phần mềm Authenticator mà mình hay dùng để mình authenticate logo của nó này các bạn. Còn bên kia disable thôi, mình xài một cái thôi, mình xài cái bên trái thôi. Đây là mã QR code của nó các bạn. Lần đầu tiên thì các bạn quét cái mã QR code của trên cái trang này các bạn, thì nó sẽ cấp cho mình một cái mã số. Để các bạn nhập cái mã số đó vào thì nó sẽ xác nhận là thành công, tức là mình đã cài app và đã lấy cái mã nhập vào thành công. Thì lúc đó nó sẽ bật lên, bật vào hai lớp trang quản trị của các bạn. Rồi bây giờ các bạn quay lại cái trang quản trị Hotin thì mình thấy được cái IP của nó. Thì mình sẽ trỏ cái domain của mình các bạn về cái IP đó nha.
các bạn cứ vào cái trang quản trị domain, mình copy cái IP này nè, mình bỏ vào bên kia, mình update là xong. Các bạn có thể pin thử. Thì hiện tại các bạn mới mua hosting G đó các bạn, cái hosting ở trên hosting G thì cái server, mặc định server nó sẽ đặt ở một cái nước khác, ở một cái châu Âu. Mình thấy cái nhiều của mình nó đang đặt ở châu Âu. Và nó chưa có cái khu vực của châu Á là đại diện, đó là Singapore. Thì các bạn cứ sau một lát, nó sẽ tự động nó chuyển cái server cho mình về cái khu vực châu Á là Singapore. Thì lúc đó các bạn sẽ chọn lại nha, chọn cái server các bạn, chọn lại là Singapore. Thì nó cũng sẽ đổi địa chỉ IP các bạn một lần nữa. Cứ mỗi khu vực các bạn cho khác nhau thì IP nó sẽ khác nhau. Thì lúc đó các bạn sẽ đổi cái IP nha các bạn, đổi ở trong cái phần quản trị domain. Đây, bây giờ là mình mới mua thì mình cứ để mặc định như thế này nha, là nó chưa có Singapore nữa các bạn. Đó, mình để cho các bạn xem. Các bạn muốn sửa thì các bạn cứ bấm vào cái nút edit đó các bạn. Khi nào nó có Singapore thì các bạn bấm vào edit đó và sửa, chọn Singapore là xong. Thì thường thường nó cũng sẽ báo qua email của các bạn. Khi mà các bạn đợi một lát đó, sau một lát đó thì cũng sẽ có một cái email báo là nó đã chuyển cái hosting về khu vực của mình. Thì có thể là trong cái phần mà các bạn khai báo đó các bạn, ở trong phần cái avatar ở bên phải mà mình nãy mình click vào đó, các bạn vào đó các bạn nhập cái thông tin của các bạn, đó là ở khu vực Việt Nam, hoặc là nó cũng tự định vị, mình nghĩ là nó định vị được mình đang ở Việt Nam tại mình đang nhập cái IP của mình đó các bạn, đang ở Việt Nam. Thì nó sẽ chuyển cái, nó thêm cho mình một cái server ở tại Việt châu Á, đó là Singapore. Thì mình nghĩ như vậy thôi, tại ban đầu mình mua thì mình thấy nó không có Singapore. Nhưng mà sau khi mình nhập cái thông tin của công ty, của cái hosting của mình đó các bạn, nhập ở Việt Nam thì nó sẽ, sau đó nó sẽ chuyển về Singapore cho mình. Thì mình đoán là vậy. Thì bây giờ các bạn, đây, nãy giờ mình cũng mở là cho các bạn xem, không có Singapore. Rồi các bạn nhìn bên phải của nó thì phía trên là thanh menu, còn ở giữa các bạn phía dưới đó thì các bạn có thể thấy là cái phần quản trị website của mình ở đây. Các bạn muốn cài WordPress các bạn có thể click vào đây, nó sẽ cài cho bạn WordPress tự động luôn các bạn, giống như cái bài số 2 từ GoDaddy đó các bạn, thì nó cũng cài cho mình WordPress tự động. Các bạn nào muốn thích cài WordPress nhanh thì mình có thể click vào đây để cài luôn nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái phần mà file manager, tức là cái file code của cái website đó các bạn. Thì các bạn nhìn ở phía dưới nó sẽ có hai phiên bản beta mới và phiên bản cũ file manager bình thường. Thì các bạn có thể click vào cái file manager để xem code hiện tại nó đã có gì chưa. Rồi các bạn click vào file manager thì các bạn, nó sẽ dẫn cho các bạn tới cái trang code các bạn, chứa code đó các bạn. Thì mặc định nó có cái file default.php thì các bạn sẽ xóa nó đi nha các bạn. Nó các bạn muốn cài WordPress mà tải cái file WordPress ở trên cái trang WordPress.org về để cài đó, tức là cái file cài đặt WordPress, thì các bạn sẽ chép vào đây giống như các hosting khác thôi các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ xóa file default đi. Rồi, trước khi các bạn cài thì các bạn cũng nên thiết lập cái database. Mình tạo cái database.
Rồi bên dưới nó có gợi ý thêm một số cái feature. Rồi nhìn sơ qua thì các bạn cũng thấy được là cái Hosting Girl này nó cũng cung cấp cho các bạn đầy đủ các chức năng để các bạn làm việc nha. Thường thường mình mua một cái hosting thì mình quan tâm vào cái giá, cái dung lượng mà nó cấp cho mình bao nhiêu ghi, băng thông bao nhiêu ghi các bạn, rồi cái giá cả là như thế nào, và một cái quan trọng đó là tốc độ nó có nhanh là không. Nếu mà các bạn mua cái hosting mà nó đặt cái server bên châu Mỹ, châu Âu á, mà mình truy cập ở Việt Nam á, thì rất là chậm, thì do đó nên mình phải chuyển cái server về cái khu vực gần của mình nhất, thì nó là Singapore, đại diện cho khu vực châu Á như ở trên đây nè các bạn, thì nó như vậy. Rồi nếu các bạn có thắc mắc, vui lòng comment bên dưới video, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, giải đáp cho các bạn. Và nếu mà các bạn có sự cố nào trong quá trình mà các bạn mua cái hosting mua không được, hoặc là mình cài không được cái web ở trên cái hosting Go, thì có thể comment bên dưới video, mình cũng sẽ hỗ trợ và support các bạn từ xa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi video. Bye bye.